Bây giờ tôi đi cho coi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cứ kia cô dừng lại. Sao không mau xin lỗi người ta? Tôi sẽ không xin lỗi người này đâu. Con gái phải biết cách tự bảo vệ bản thân, đừng bao giờ lầm đường lỡ bước. Tối qua tôi có gặp nạn nhân nữ chiếc lắc đất quay. Anh có ghi lại số chứng minh của họ không? Không có. Gã đó không trả lời cô sao? Lần này luôn cả 10.000 ông cũng chịu đưa cho cô, rõ ràng là mê mệt cô rồi. Pháp y phát hiện trên cơ thể của cô có tinh dịch đàn ông, nạn nhân do sử dụng chất ma túy quá liều nên dẫn tới cái chết. Đừng có sợ, em mới lại với anh mà. Quy. Chào, Siki. Tại có sao không? Không sao đâu, đã khâu rồi. Cũng may không đụng trúng gân cốt. À phải, mắng của Macy sao rồi? Không có gì đáng ngại, nhưng tâm trạng rất xúc động. Bác sĩ đã tiêm mũi an thần cho cổ, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng theo dõi. Cô định xử lý đứa nhỏ thế nào? Trong bản báo cáo có thể đừng nhắc tới tôi bị thương là vì đứa nhỏ này hay không? Không được, đã vào sổ thì mỗi một chữ đều phải trung thực. Cô có thể ghi lúc đó là tôi xử lý không đúng cho nên tôi đã bị thương, hoàn toàn do tôi tự mình gây ra. Anh muốn tôi nói dối để anh ôm hết mọi chuyện lên người sao? Không phải, cũng không hẳn là nói dối, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Trong bản báo cáo tôi sẽ nói rõ ràng, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, người lớn thì nhảy lầu, tâm trạng của mọi người đều kích động. Đứa nhỏ này cũng vì một lúc nôn nóng nên mới làm vậy. Hơn nữa nó mới 10 tuổi, có lẽ không cần chịu hình phạt lớn quá. Xin lỗi. William, anh chưa lên máy bay sao? Anh vừa mới check in xong. Em đang ở đâu? Bây giờ em đang ở bệnh viện. Em lại bị thương hả? Anh đã dặn em làm việc đừng liều mạng quá rồi. Có nghiêm trọng lắm không? Em không sao, không cần lo cho em. Em lúc nào cũng như vậy không lo sao được chứ. Chắc là anh quản chuyến bay, tới đó lo cho em. Em đã nói là không sao rồi, anh cứ yên tâm lên máy bay đi, tới Thượng Hải gọi cho em. Nè, em còn việc phải làm, không nói với anh nữa, bye bye. Nè CK à, có chuyện thì đi trước đi, công việc này để tôi và May lo được rồi. Anh phải tranh thủ về nhà nghỉ ngơi thì đúng hơn. Tôi muốn đợi người của hội bảo trợ tới ổn định hai đứa nhỏ này xong tôi mới đi. Có gì ngày mai mới nói. Cũng được. Em về rồi hả? Anh không đi thật sao? Anh làm sẵn thức ăn khuya cho em rồi. Nè, ngồi xuống trước đi. Chết in rồi, anh vẫn còn quay lại được. Ngồi xuống trước đi. À, tay của em bị sao vậy? Lại bị thương hả? Có nghiêm trọng không? Không có gì, em chỉ bị trật một chút thôi. Sao lúc nãy trong điện thoại em lại gạt anh? Em có chuyện anh không thể bỏ đi vậy được. Dù sao anh cũng có nhiều việc phải làm bên Thượng Hải mà. Anh không đi em càng không yên tâm. Nếu như em có chuyện, anh có thể yên tâm mà đi sao? Anh đã đổi vé máy bay rồi, 2 ngày sau anh mới bay. Kiều à, anh nhớ lúc trước em có than với anh, em nói em làm cảnh sát bao năm nay, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi lắm, rất muốn nghỉ ngơi. Cộng thêm công việc của em nguy hiểm như vậy, hay là em tranh thủ nộp đơn đi, mau chóng cùng bé Tuấn qua Thượng Hải, yên tâm làm mợ hai có phải tốt hơn không? Em đã nói với anh rồi, bây giờ không chỉ là vấn đề của em còn phải tính luôn cả bé Tuấn nữa. Anh đã kêu em đừng lo lắng rồi, chuyện bé Tuấn tìm trường anh sẽ cố gắng sắp xếp cho. Thật ra anh cũng biết, bây giờ bé Tuấn học ở Hồng Kông cũng khổ sở lắm.
Nếu như em và nó qua bên đó, đối với em và nó mà nói đều rất tốt. Nè, em thử suy nghĩ lại đi. Bây giờ em làm công việc này thực tế là không có ngày đêm. Thật ra em hoàn toàn không có thời gian chăm sóc bé Tuấn đàng hoàng. Nhưng nếu má con em qua đó, ít nhiều gì cũng còn anh san sẻ với em. Còn nữa, nếu chúng ta thật sự phải chia ra hai nơi sinh sống lâu dài như vậy, dù sao cũng không tốt cho lắm, phải không? Bé Tuấn, sao khi rồi con không ngủ? Con đói bụng, có phải có thức ăn khuya không? Thì đó, hay là ăn khuya xong rồi mới đi ngủ ha? Em không ăn đâu, em thấy mệt, em muốn ngủ trước. Hai người ăn đi, em vô phòng lấy mền gối cho anh. Chà, cái thằng ăn cắp này, ăn dũng hay sao hả? Đừng có ăn nữa mà, hộp cơm đi cả đêm rồi, ăn vô đau bụng đó có biết hay không? Này ngồi yên đó, chờ tao một chút. Chờ tao đó nha, tao lấy món ngon cho mày, ngoan đó. Nè, biết ăn đương nhiên phải ăn lại món của mình rồi, đồ dành cho người ăn không thích hợp cho mày đâu. Từ từ ăn đi, có biết không? Lúc nãy trời mới mưa, lát nữa khi mày đi phải cẩn thận một chút đó hả? Hả sao hả lão quỷ? Cũng được, lát nữa tôi tới. Nè, hay gì đây ca? Đây là thịt bò thủ công nổi tiếng của quán. Nè, sao nói tìm thằng Toàn bệnh quán giùm tôi? Người đâu? Thiệt tình là hôm nay cậu ta không có đi làm, tôi đã gọi cậu ta rồi. Không đi làm hay là lẩn trốn không dám ló dạng? Có cần chúng tôi tìm hắn không? Thật tình là cậu ta không có ở đây. Hay là vậy đi. Nè, hay gì đây ca? Vài hôm nữa ghé lại, đảm bảo tới lúc đó tôi nhất định tìm được. Còn vài hôm nữa, món nợ đó quá hạn từ lâu rồi. Tôi nói cho ông biết nha, nếu hôm nay chúng tôi không đòi được tiền nợ thì chúng tôi sẽ không đi. Dạ được được được, đừng nóng nảy quá. Tôi đi lấy thêm nửa tá bia ra để hai vị vừa uống vừa đợi nha. Nè, tôi hạ cho ông trong vòng 5 phút quán lập tức ló dạng, nếu không được trách tôi phá đám ở đây đó. Nè, hai vị anh em à, sao lại làm mạnh tay vậy? Làm cách sợ lắm, thiếu tiền người ta đòi nợ tới đây. Hai vị đại ca đừng gây chuyện mà hả? Tôi cũng không muốn đâu. Chào hai anh bạn, có gì từ từ nói, đừng làm khách của tôi quản sợ chứ. Bà Tám, cô là ai vậy? Người này là chủ của chúng tôi. Chị Đa, vụ này tôi đang giải quyết, không cần phiền tới chị. Anh làm được sao? Tránh ra. Bà chủ chứ gì, món nợ của Toàn bệnh hoạn chúng tôi tính rõ với cô đó. Cậu Toàn nợ hai người bao nhiêu tiền? 60.000. Sao, có phải cô trả gì mà hắn không? Chỗ của tôi mở cửa buôn bán, bây giờ cậu ta thiếu nợ hai người, không phải tôi nợ hai người. Hai người làm rối tung quán của tôi, khách bỏ đi hết, vậy tổn thất tối nay của tôi có phải cũng có thể đòi hai người không? Chuyện nào ra chuyện nấy, tôi chỉ nói phải trái thôi. Nếu hai người muốn ngang ngược, tôi cũng có thể. Vậy tôi làm sao đây? Chúng tôi không lấy được xu nào, làm sao nói với công ty đây? Trễ nhất là 2 ngày, đợi tôi tìm hiểu mọi chuyện mới hẹn hai người. Được thôi, nói tóm lại là nhớ trả tiền đó. Khoan đã, cô Hà, bà này bao nhiêu tiền? 598. Giỡn chơi sao, tính tiền hả? Hay gì đây ca? Hay gì đây, gọi thức ăn mà, ăn uống phải trả tiền, hết sức công bằng đó. Vậy đi, tiền bia coi như tôi mời, quá đơn lấy đủ 500. Thank you.
Cảm ơn. Anh Toàn, sao anh thiếu người ta nhiều tiền vậy? Thật sự không liên quan đến. Phải, tại tôi nhận. Tôi đã nói rồi, muốn có cuộc sống tốt có đừng tùy tiện cờ bạc. Không biết đá banh là chạy đi cá cược đá banh nên mới bị thiếu nợ ngập đầu vậy. Ê, nhanh lên đi, ra ngoài dọn dẹp đồ đạc đi, nếu không đừng hòng được gì. Bình thường vé số anh cũng không mua, sao tự nhiên lại cá cược đá banh còn thiếu nhiều tiền như vậy? Cô ép Toàn bệnh hoạn cũng vô ích mà thôi. Lão quỷ à, mau khai hết sự thật đi, đừng phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Phải đó anh Bưu, anh tự mình khai đỡ hơn là em khai ra đó. Khai cái gì chứ? Khai. Cũng phải khai ra mà thôi, đừng kéo dài thời gian nữa. Nói mau. Phải, tại tôi kêu thằng quỷ này chạy đi mượn 30.000 của bọn cho dây để cầm chừng. Tôi biết ngay là anh có chuyện mờ ám mà, tự nhiên sao lại mượn nhiều tiền vậy chứ? Tại ma đưa đường quỷ đưa lối thôi, cuối đường mới mở một tiệm, tôi ngứa chừng, dạo đó lui tới cũng hơi nhiều. Không phải chứ, 30.000 lận đó, tối nào anh cũng đi sao? Đương nhiên không phải tối nào đâu, chỉ đi có 8-9-10 lần thôi. Nè thằng quỷ này cũng có đi đó, mau nói đỡ vài câu đi. Em chỉ đi 2 lần thôi, lần nào cũng chỉ khiêu vũ đơn thuần, không giống danh bưu, hở chút thì rủ ra ngoài chơi. Tôi kêu cậu nói vài câu, cô cần nói chi tiết vậy không? Đúng là anh có rủ ra ngoài chơi mà, vì vậy cậu nói nữa. Thiếu nợ phải trả, nợ người ta thì phải trả. Hai người định kêu anh Quy tới giải quyết giùm hai người thì không cần phải trả nợ sao? Không phải là không muốn trả, nhưng mà chỉ muốn trả một chút thôi. Thì đó, mượn 30 trả 60, tiền lãi cũng cao quá đó. Anh bạn à, bây giờ hai người mượn của bọn cho dây cũng biết trước rồi mà. Ăn chút đồ đi, bây giờ sáng tỏ mọi chuyện rồi, quan trọng nhất là giải quyết được. Tôi giúp bọn họ. Không được. Món nợ đáng trách này nhất định phải bắt bọn họ tự giải quyết. Cùng lắm tôi trả trước giùm hai người, hàng tháng trừ một nửa tiền lương của mỗi người, đến khi trả hết mới thôi. Hả? Lương của chúng tôi đã thấp lắm rồi, còn trừ thêm một nửa. Còn ở đó nhăn nhó với tôi sao? Không dám. Chị Đa, chị muốn sao cũng được. Kêu bọn họ ngày mốt ta lấy tiền đi. Hai người nghỉ đi. Tất cả cũng tại anh. Anh đó, đừng bao giờ lo cho họ, đừng nghĩ sẽ chịu món nợ này giùm họ. Làm người không cần phải thẳng tay như vậy. Dù sao năm xưa tôi và lão quỷ cũng từng làm chung với nhau mà, có phải không? Tôi hiểu, nhưng bây giờ anh là cảnh sát mà. Anh tưởng năm xưa sao? Lúc nãy lão quỷ gọi một cú điện thoại, anh đã lập tức chạy tới giúp ảnh. Anh có nghĩ tới thân phận của anh không? Cũng may anh gọi điện cho tôi thôi, nếu không tôi làm sao chứng kiến màn diễn lúc nãy kia chứ. Chà, khí thế của chị Đại đó lấn át tất cả đó, thật sự thở cũng thở không nổi luôn, lợi hại. Bầu tới 8 mũi, bị thương như vậy, sao anh liều mạng vậy chứ? Nếu tôi không ra tay, cuộc đời của đứa nhỏ đó coi như không còn. Chị biết lo cho người khác, không biết lo cho bản thân mình. Nè, xong rồi. Cảm ơn nhiều, tôi đi trước đi. Nè, lúc đã ăn lẩu, anh cũng không có ăn nhiều. Hay là về đi, để tôi làm món mì Thượng Hải cải mặn thịt xé cho anh ăn. Ừ, cũng được. Ừ. Tôi không khách sáo đâu. Chà, thơm quá à. Vậy rồi hả? Ngon quá à. Tô mì này của tôi kia mà. Nè, không phải làm cho con ăn đâu. Con thử vào đũa thôi, sức quy có từ chối đâu. Hay yên tâm đi, không ăn hết mì tình yêu của má đâu mà. Coi chừng nóng lắm đâu. Đủ rồi. Tiểu Bảo này thiệt là. Hay để tôi làm tô khác cho anh ăn. Không cần đâu, tôi cũng không đói cho lắm, ăn một chút được rồi. À phải, anh chuyển qua khu vực mới, có quen chưa? Đang thích nghi. Với cấp trên thì sao, có hợp không? Cô đang thích nghi với tôi. Nè, ăn xong mì tình yêu của chị Đa xong, chắc chắn toàn thân nóng hừng hực. Mời anh uống nước ngọt, để anh hạ hỏa. Miệng của cô đúng là. Hạ cái đầu của con, suốt ngày nói lung tung. Con gái không được nhỏ mọn như vậy đâu. Sếp Huy à, có phải mấy hôm trước có một vụ án, có một cô gái chết ở ngõ nhỏ hay không? Có phải là anh đang điều tra không? Cô cũng có để ý vụ án đó hay sao? Hôm đó tôi ở gần đó, nhìn vào thì giống như mọi khi không có gì, nhưng mà thực sự không ngờ có một cô gái chết trong ngõ nhỏ đáng sợ như vậy. Đáng sợ sao? Biết sợ rồi hả? Má kêu con đừng suốt ngày tới chỗ phức tạp đó rồi. Con đâu có nói sợ đâu. Nè, người ta đang nói chuyện nghiêm túc thì má đừng có chen vào. Con,
Tôi có coi tin tức, họ nói cô gái đó chết vì ma túy. Có phải là cổ đã sử dụng thuốc chiêu gần đây đang thịnh hành không? Không biết nữa. Không biết, tức là đúng rồi. Loại ma túy đó có gì ghê gớm chứ, hít vào thì mơ mơ màng màng. Mấy người đó ngu thiệt nha, ai nấy cũng đều giành hít. Chính vì đám cô chiêu cậu ấm thích đùa giỡn, cái gì cũng muốn thử hết. Tưởng đâu dùng thử sẽ không sao, ai ngờ hết sử dụng thì không thể quay lại được, có hiểu không? Không biết nữa. Lặp lại một lần nữa coi. Nè, má cảnh cáo con quay phim thì quay phim, đừng tới những chỗ phức tạp đó nữa. Được rồi chị Đa, con thông minh như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi con đi về phòng ngủ, cứ từ từ ăn đi. Hãy nói tới thì trở về phòng ngủ. Đừng xảy ra chuyện với chị Đa nha. Nè. Miệng của cô đúng là không có câu nào hay hơn nữa. Tôi đã đọc báo cáo của cô xử lý hiện trường rất tốt. Lần này nếu không nhờ Cao Huy, gia đình đó lại chịu thêm một tổn thương khác. Cô khen người khác sao? Hiếm thấy nha. Có bộ cô và anh ta hợp tác tốt lắm. Cũng bình thường, nhưng vẫn cần có thời gian hòa hợp. Anh ta là một cảnh sát giỏi. Chuyện đó tôi không phủ nhận, nhưng con người của anh có chút kỳ lạ. Nhiều khi làm việc rất tích cực, rất năng nổ, nhiều khi làm việc thì lề mề, chuyện gì cũng không để tâm, rất khó nắm bắt. Có thể có liên quan đến trải nghiệm trước đây của ảnh. Tôi từng làm việc với ảnh, ảnh làm được việc, nhưng có cách của riêng mình. Cho nên ở những khu vực khác, đa số anh em không thể hợp tác với ảnh. Tôi sao cũng được. Làm đồng nghiệp quan trọng nhất là phá được án, những chuyện khác không quan trọng. Chào. Sư Kỳ. Tay của anh bị thương như vậy có cần nghỉ thêm vài hôm không? Không có gì, tự mình cẩn thận là được rồi. À phải, tôi đã kiểm tra tin nhắn WhatsApp và thông tin trên mạng xã hội trong điện thoại của MyC rồi. Không có gì đặc biệt. Cũng không tìm được thông tin của từng làm bạn gái tính giờ, cũng không kiểm tra được. Hôm đó sau khi cổ chia tay với lại Cindy, có tiếp khách khác hay là không, hay là từng gặp người nào khác? Hôm đó trong toilet, rõ ràng tôi nghe cổ nói điện thoại là cần 10.000 tiền mặt. Có lẽ cô đã hẹn với khách. Nếu tôi chịu hỏi thêm vài câu, có thể bây giờ sẽ có nhiều manh mối. Chuyện qua rồi thì thôi đi. Làm gì có nhiều cái nếu như chứ. Vì 10.000, vì chiếc lắc làm mất sinh mạng, đúng là không đáng. Trên này có ghi Kumasi lương, có nhìn thấy không? Sao hả, tìm cái gì? Tôi muốn tìm quá đơn, có không? Ý, là tên này. Quá đơn này là quá đơn mua lắc Kumasi. Cô coi, trong này ghi trả bằng thẻ tín dụng đi. Nhưng theo lẽ Kumasi không có thẻ tín dụng, tức là có thể do khách mua cho cổ. Có nghĩa là nếu chúng ta tìm được chủ thẻ, muốn biết bình thường Maisie dùng cách gì để liên lạc với khách, sẽ có cơ hội có thể tìm được hôm đó Maisie đi chung với người đàn ông nào. Xin lỗi hai vị, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin của khách hàng. Tôi hiểu, tôi đành phải chính thức xin lệnh khám xét. Tới lúc đó làm lớn mọi chuyện, chỉ phiền mọi người buôn bán thôi. Vậy à? Chúng tôi chỉ lấy chút thông tin theo lệ mà thôi. Cô biết điều, chúng tôi biết điều. Không nên làm cho đôi bên khó xử, có phải không? Hai người đợi một lát. Có người nằm ở bệnh viện, mang trái cây đồ bổ tới cho họ là bà con bạn bè của họ. Có thể đưa ra vài ba ngàn để giúp họ giải nguy, là anh chị em của họ. Có thể mang vài ba chục ngàn để cứu nguy, thì là cha mẹ của họ. Nhưng có thể mang 1 triệu tới cứu mạng họ, chỉ có chúng ta. Tư vấn bảo hiểm muốn sở hữu thẻ đen này, đơn giản thôi. Lương cả năm 2 triệu không phải là ước mơ. Tôi là một trong những người đoạt giải của hội bàn tròn triệu đô liên tục 5 năm. Muốn thành công như tôi, phải nhớ rõ, cái chúng ta bán không phải là bảo hiểm, là niềm tin. Martin, có cảnh sát tới tìm anh. Kêu họ ngồi đợi đi, tôi đang họp mà. Anh là Martin Trương Doãn Hiền. Tôi là đội trưởng cảnh sát tổ trọng án trung khu Phương Tử Kiều. Người này là đồng nghiệp của tôi, Cao Huy. Chúng tôi muốn mời anh về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra một vụ án phát hiện thi thể ở khu quán Ba Trung Hoàng. Làm ơn. Xem ra mấy ngày nay anh cũng bận lắm, không có thời gian coi tin tức. Cách đây 3 ngày, chúng tôi phát hiện có một thiếu nữ nằm chết trong một ngõ nhỏ ở khu quán Ba Trung Hoàng. Cổ tên Lương Mẫn Thi, tên tiếng Anh là Maisy. Dựa theo điều tra của chúng tôi, chiếc lắc này là thứ 6 tuần trước anh tới một tiệm trang sức dùng thẻ tín dụng của anh mua cho cổ. Có chuyện đó hay không? Phải, chiếc lắc này do tôi mua. Hai người thân lắm sao? Cũng không thân cho lắm. Không thân, sao anh mua chiếc lắc giá trị này cho cổ? Tôi muốn cổ làm bạn gái của tôi. Bạn gái gì chứ? BTGF,
giả bộ không hiểu sao? Bạn gái tính theo giờ đó. Không, tôi thật sự muốn cô làm bạn gái của tôi mà. Cô có coi là làm thêm hay không tôi làm sao biết được. Hai người quen ra sao? Lên mạng quen thôi. Tôi add cổ trên mạng xã hội hot của anh. Tôi liên lạc với cổ. Anh sử dụng nickname gì? Quý ông Millionaire bàn tròn không sao. Còn nickname của Maisie? Cổ tên là Bad Cutie. Sếp bà Madame à, bây giờ lên mạng quen biết bạn gái bình thường thôi mà. Không phải anh lên mạng quen bạn gái, anh đang quen vị thành niên. Nè, cho dù là vậy, gọi gái cũng đâu có phạm pháp. Đôi bên tình nguyện, kẻ mua người bán, đưa đủ tiền mà. Nè, tôi có coi giấy chứng minh của cổ qua 16 tuổi rồi. Gọi gái không phải phạm pháp, nhưng nếu anh dùng tiền bạc để dụ dỗ cô gái đó dẫn tới giao dịch tình dục, chúng tôi sẽ có thể buộc tội anh xúi dục người khác gây ra hành vi thiếu đạo đức. Còn nữa, kết quả khám nghiệm của Maisie chứng minh trước khi cổ chết từng xảy ra hành vi tình dục với người khác. Và có lẽ anh là người cuối cùng tiếp xúc với cổ tối hôm đó. Anh bị tình nghi phạm tội gì, trong lòng anh tự biết rõ. Anh nghe rõ rồi chứ? Anh không phải là bạn tròn không sao, mà là chuyện rất nghiêm trọng. Nè, không lẽ hai người nghi ngờ tôi liên quan tới cái chết của cổ sao? Tôi bị quan mà, tôi vô tội đó. Wow, đẹp quá đi. Em thích sao? Tặng cho em nha. Tặng cho em? Thật sao? Hai vị tự nhiên chọn đi. Trong tủ kính này, cứ tự nhiên chọn đi. Cảm ơn. Bây giờ anh coi em là bạn gái của anh đó nha. Hai vị, chẳng hay trên hóa đơn ghi tên của ai? Tôi tên Marcelo. Nè, lên xe. Cảm ơn anh. Không lẽ không có chút biểu hiện gì sao? Nè, sao nói làm bạn gái của anh? Ê, nè, anh đừng có sắp tới, tôi hôn lên sạm sỡ đó. Không phải chứ, cái lắc này mắc vậy, hôn một cái cũng không được sao? Mau đi. Chúng ta hết giờ rồi, hay là lần sau đi ha. Tại vì cổ cho anh leo cây, trong lòng anh bực tức, cho nên hôm xảy ra vụ án anh lại hẹn cổ ra muốn phá cổ đúng không? Nè, tôi đã tốn mấy ngàn không nhận lại được cái gì hết, đương nhiên trong lòng tôi bực tức rồi. Chưa bao giờ Martin Trương này bị ai lừa như vậy đó. Hôm đó hai người đã xảy ra chuyện gì hả? Tôi nhắn tin cho cổ, cổ thừa cơ hét giá đòi 10.000 đô, cho nên tôi đồng ý, cổ cũng đồng ý, nên tôi lái xe tới khu quán bar Trung Hoàng đón cổ. Lúc đó mấy giờ? 1 giờ mấy. Rồi sau đó? Sau đó tôi chở cổ tới chỗ vắng vẻ ở đường Tiết Lan, vui vẻ với cổ từ đầu tới cuối khoảng hơn 1 tiếng. Tôi nhớ là khoảng 3 giờ tôi chở cổ quay lại khu quán bar Trung Hoàng thả cổ xuống. Nè, sau đó xảy ra chuyện gì tôi thật sự không biết. Vậy lúc hai người ở bên cạnh nhau có sử dụng ma túy không? Không, tôi chỉ vui vẻ thôi, tôi không có mê những thứ đó. Vậy anh cảm thấy thần trí của cổ có tỉnh táo hay không? Có sử dụng ma túy không? Lúc cổ xuống xe đúng là bước đi yếu ớt. Cổ có dùng ma túy hay không tôi thật sự không biết. Nè, kết quả khám nghiệm nói là nạn nhân đã từng dãy dùa khi anh và cổ tiến hành quan hệ với nhau. Có sử dụng bạo lực với cổ hay không? Không, tôi đã trả tiền rồi, cổ hoàn toàn phối hợp, lý nào tôi còn cưỡng ép chứ. Nhưng chúng tôi không tìm được trong người cổ có 10.000 như anh nói. Có phải do anh lấy lại tiền của cổ xảy ra xô xát không? Đối với tôi mà nói 10.000 chỉ là chuyện nhỏ thôi, lý nào tôi lại đòi lại tiền hàng hàng vậy chứ. Tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, lý nào tôi lại làm những chuyện như vậy. Anh làm vậy mà gọi là tuân thủ pháp luật sao? Nè, trong món của nạn nhân nữ có để lại một chút tế bào da, anh có đồng ý cho chúng tôi xét nghiệm ADN của anh hay không? Không thành vấn đề. Để chứng minh những gì anh nói là sự thật, anh có đồng ý giao nộp điện thoại của anh không? Chúng tôi muốn kiểm tra toàn bộ đối thoại giữa anh và nạn nhân trên mạng xã hội, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Những gì gã bảo hiểm đó nói, dù là địa điểm hay là nội dung, đều trùng khớp với câu trả lời của bé Cutie. Loại hèn hạ này, ý bản thân có tiền, muốn làm gì cũng được, không ra thể thống gì. Thế gian này chính là vậy đó, bực mình làm gì chứ. Trong điện thoại của Maisie cũng không tìm được có tài khoản bé Cutie trên mạng xã hội. Không lẽ cô sử dụng điện thoại khác hay sao? Nhưng đồ đạc của cổ cũng không có phát hiện gì, gia đình cổ cũng không biết cổ có cái điện thoại khác. Thật ra Maisie dùng cách gì để liên lạc với gã môi giới bảo hiểm đó? Hôm đó Maisie đã đồng ý nhận 10.000 để mà tiếp khách. Nếu như trong điện thoại Maisie không trò chuyện với gã bảo hiểm,
Vậy thì cậu nói chuyện với ai chứ? Anh có nói hôm đó anh nhìn thấy Cindy và Mai Si cãi nhau mà. Hả? Vậy người làm trung gian móc nối giùm Mai Si có khi nào là Cindy không? Không có. Trong hot của anh không hề có tài khoản cô bé Cutie. Cô coi đi. Mai Si chết rồi mà. Ai xóa tài khoản của cổ chứ? Hôm nay ngoài việc tôi dùng tư cách phụ huynh, tôi còn dùng tư cách luật sư đại diện của Cindy cùng nói cho lời khai. Dựa theo thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi nghi ngờ Mai Si dùng nickname Becuti này trao đổi với một người môi giới bảo hiểm tên quý ông Billionaire bàn tròn không sao, và tiến hành giao dịch tình dục. Cô có biết không? Tôi không biết. Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của Mai Si, không có bất cứ nickname Becuti nào có trao đổi liên lạc với bất cứ ai. Cô làm sao giải thích? Tôi không biết. Chúng tôi có lý do nghi ngờ có người thứ ba làm trung gian thay mặt Mai Si liên lạc với môi giới bảo hiểm này, xúc tiến giao dịch của hai bên. Cô có biết người thứ ba này là ai không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Madam, Cindy đã nói rất rõ ràng, những chuyện bên ngoài trường của Messi nó hoàn toàn không biết. Hơn nữa Messi cũng có cách của cổ để liên lạc với khách, tuyệt đối không liên quan đến Cindy. Đối với những gì mà cô vừa nói, cô có bổ sung gì không? Không. Không à? Vậy cô vui lòng giao nộp điện thoại chứng minh những gì cô nói là sự thật, để chúng tôi điều tra xem cô không dính líu tới vụ án này. Không được. Cũng như lần trước tôi nói, các người làm vậy là xâm phạm đời tư của Cindy. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu của hai người. Nếu luật sư Đường từ chối, chúng tôi có thể chính thức xin tòa ký lệnh khám xét. Nếu cô tin Cindy trong sạch, mong cô cố gắng hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Không có gì hết. Thái Dị đã phí rất nhiều thời gian của chúng tôi. Bây giờ Cindy không khỏe, chúng tôi đi được chưa? Bây giờ có thể đi rồi. Con tôi về chuyện này đã bị áp lực lắm rồi. Hy vọng các người đừng làm phiền nó nữa. Kết quả khám nghiệm chi tiết của Lương Mẫn Thi đã có rồi. Xác định cô sử dụng quá liều chill powder, còn gọi là thuốc chill, loại ma túy mới, dẫn đến quá liều tử vong. Đồng nghiệp tổ NV chống ma túy đã để ý loại ma túy này lâu rồi. Bây giờ tôi giao lại cho họ giải thích tiến độ điều tra hiện giờ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại ma túy thế hệ mới tên thuốc chiêu này, phương pháp sử dụng thuận tiện vô cùng. Ngoài việc sử dụng qua đường mũi, cũng có thể trộn vào nước uống để uống. Và loại ma túy này độ khoảng 1 năm trước đã du nhập vào thị trường Hồng Kông. Hơn nữa trong vài tháng ngắn ngủi đã hết sức thịnh hành trong các nhóm thanh niên. Mức độ thẩm thấu của nó không giống với loại ma túy trước giờ, bởi vì đám buôn ma túy biết cách đóng gói loại ma túy này, dùng từ ngữ đang thịnh gần đây chiêu để chào hàng, làm cho người sử dụng cảm thấy sau khi sử dụng rất oai phong với lại rất thư giãn, cho nên rất được tuổi trẻ ưa chuộng. Chúng tôi có kiểm tra, loại ma túy này bán giá rất cao, mỗi 1 gram trị giá 500 đô. Phải, loại ma túy này đúng là hơi mắc tiền, nhưng mà rất được giới tiêu thụ trung cao cấp ưa chuộng nó. Có điều bây giờ cách giao nhận không giống như phương thức truyền thống nữa. Không chỉ vì như vậy nên điều tra của chúng tôi có độ khó nhất định. Bây giờ chúng sử dụng cách gì? Toàn bộ giao diện của chúng đều trao đổi ở trên mạng, thực tế tuyến trên và tuyến dưới không cần gặp nhau. Đồng bộ ma túy sẽ dùng tủ điện tử hay là phương thức chuyển phát nhanh để giao dịch, cho nên họ hoàn toàn không biết đối phương là ai hết. Cho dù chúng ta bắt được đám bán lẻ, cũng không tài nào tiếp tục theo dõi được. Thực ra giữa đám bán lẻ và khách đặt hàng, trả tiền, giao nhận, tất cả đều sắp xếp trên mạng hết. Đám bán lẻ sẽ ép khách làm hội viên, nhưng mà thật ra muốn vào hội cũng không đơn giản. Bọn buôn ma túy sẽ dựa theo big data của khách, xác định thân thế lai lịch của khách mới cho họ gia nhập. Toàn bộ thông tin đều thông qua mã hóa bảo vệ, cho nên NB chúng tôi muốn trà trộn vào cũng có độ khó nhất định. Cái chúng tôi có thể tiếp xúc được cũng chỉ là đã bán lẻ cấp thấp nhất thôi. Tạm thời có thể tiếp xúc bọn buôn ma túy cấp trên. Loại ma túy này có đặc tính gì? Thực ra thành phần của nó là cocaine, cộng thêm chất hóa học mới trộn lẫn toàn bộ để tạo thành. Nghiện tâm lý cao hơn nghiện cơ thể. Hơn nữa nó có hiệu quả giảm căng thẳng tức thì rất rõ ràng, cho nên người càng bị áp lực thì càng bị nghiện.
khi cơn nghiện bộc phát có đặc điểm gì không? Tay run, rối loạn nhịp tim, đau đầu, chóng mặt, toàn thân ớn lạnh, đổ mồ hôi. Cô chủ bị đau đầu, lấy thuốc giảm đau cho cổ đi. Dạ biết bà chủ. Về phòng nghỉ ngơi trước đi, má theo đồ xong còn phải đi gặp khách. Con khốn này, con nghiện ma túy thật sao? Còn nữa không? Hết rồi. Mau lôi hết ra đây. Hết thiệt rồi mà. Từ nhỏ tới lớn má luôn cho con cái tốt nhất, không ngờ con lại giao du với loại người như Messi, còn sử dụng ma túy nữa. Đưa điện thoại đây. Má không phải lấy cái này, má muốn lấy cái con kiếm khách giùm Messi. Cảnh sát đã tìm tới nơi rồi, con còn muốn che giấu nữa. Có phải con muốn hại chết bản thân rồi hại chết má luôn không? Đừng đánh nữa, con đưa mà. Tuần sau má đưa con qua Anh Quốc học, bắt đầu từ bây giờ không được bước ra khỏi nhà nửa bước, không cần đi học nữa. À, anh xong. Uống hớp bia thấm giọng trước đi ha. Xin lỗi bà chủ, kêu chúng tôi tới đây lấy tiền. Người đâu? Chị lúc nào cũng tới trễ, cũng sắp tới rồi. Lần trước hai đứa nó tới đòi nợ, nghe nói chủ các người nó sốc lắm. Hôm nay tôi rất muốn tới đây học hỏi. À, mới nhắc đã tới rồi. À, chị Đa, đây là anh Song, anh tới đòi nợ đó. Ê cha, nè, đẹp người đó nha. Sao không nói sớm chứ? À, chị Đa phải không? Nè, ngồi đi. Tôi không cần tiếp anh. Anh tới đòi nợ chứ gì, anh cứ ngồi yên đó, tôi lấy tiền cho anh. Ê, nè, quả nhiên nói sốc lắm. Nhưng mà tôi rất thích, tiền thì tôi không gấp lấy. Hay là vậy đi, ngồi xuống uống vài ly làm quen trước đi ha. Được thôi, tôi uống với anh. Nè, anh tới đây làm gì? Tôi đã kêu Quy Gia tới đây nói chuyện giùm thằng quỷ này bớt chút tiền lãi. Anh nói cái gì? Tức là sao chứ? Đằng này kêu tôi tới lấy tiền, đằng kia lại kiếm người tới nói chuyện với tôi, có phải muốn đùa không? Đừng có nói chuyện với chủ của tôi, lớn tiếng quá. Ồ ai chứ? Im lặng. Anh Huy à, hay là anh đi đi, đừng gây thêm chuyện nữa. Không có gì, nép vào một bên, có anh biểu diễn nha. Tôi là CEO công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài chính quốc tế Huy, danh là Huy. Thường thì mọi người bên ngoài đều gọi tôi một tiếng là Quy Gia. Tức là công ty đòi nợ. Thì đã là trong nghề. Vậy được rồi, nói đi, anh muốn thương lượng giùm cổ thế nào? Yên tâm đi, tiền không phải không trả. Nhưng trước tiên tôi muốn xác định tên danh này có đúng là đại diện cho chủ nợ hay không. Nếu không thể xác định được, tới lúc đó tiền thì chúng tôi trả hết rồi. Chủ nợ không chấp nhận thì tính sao? Sao lại không chấp nhận? Chúng tôi ra đời làm ăn trọng uy tín, ngơ ngàng ngớ ngẩn điên khùng như vậy sao được chứ? Chúng ta đều là người lịch sự, đừng dùng lời lẽ thô lỗ nói chuyện với tôi. Chúng ta đều là người đòi nợ chuyên nghiệp, tôi chỉ không muốn bạn của tôi bị lừa thôi. Lừa cái gì? Chúng tôi tới đây đòi nợ có giấy tờ đàng hoàng. Mượn 30.000, 2 tháng trả 60.000. Anh có biết là luật pháp có quy định lãi suất cho vay không được vượt quá 60% một năm. Bây giờ anh đã vượt đến quá mức rồi. Tôi có thể báo cảnh sát bắt anh. Nếu bị buộc tội, hình phạt cao nhất phạt tiền 5 triệu, tù giam 10 năm. Anh đúng là hơi khùng khùng. Tiền bạc tính thế nào mắc mớ gì tôi? Tôi chỉ phụ trách tới đòi nợ thôi. Thử họ có chết hay không, luôn cả tiền bạc của người ủy quyền hợp pháp cũng không có biết, đã tới đây đòi nợ rồi. Chứng tỏ các người không có chuyên nghiệp chút nào hết. Không biết nói gì nữa. Loại thô lỗ mù chữ như anh đương nhiên không biết tôi nói cái gì. Về nhà học thêm vài năm mới ra đời kiếm ăn đi. Có phải anh muốn làm lớn chuyện không? Lớn chuyện thì lớn chuyện, bọn tôi không dám sao? Nè, em còn phải làm ăn nữa. Yên tâm đi, anh giải quyết giùm em. Giải, tôi giải tán màn diễn của anh. Nhu thì anh không chịu, anh muốn làm căn chứ gì. Tôi sẽ chịu anh tới cùng. Đừng có làm rối tiệm này. Chúng ta ra ngoài nói. Vương lão quỷ, coi chừng chỗ này giùm tôi. Dạ đó. Ba tên tranh này, đi theo tôi.
sao đây? Hai tên ranh này muốn giải quyết thế nào? Cần về hai người, một người đủ rồi. Cú chim, xử hai tên này trước đi. Nè. Anh muốn gì chứ? Nè, chúng ta người trong nghề, nể mặt chúng đi. Nể mặt anh? Anh không nể tôi trước mặt bạn gái của tôi. Anh tưởng tôi đùa hả? Thầy xin lỗi. Lúc tôi ra đời làm ăn, anh vẫn còn vấn tả đó. Xin lỗi hả? Uống hết cho tôi. Nè, làm gì đó? Người tới. Quy mặt xanh, lúc nãy chỉ là gia chạm hợp pháp, cho đó đã nói là không có gì rồi, tôi còn lo trước sợ sau sao? Thấy có người ra tay, đương nhiên tôi phải làm việc rồi. Không liên quan tới Quy gia, Quy gia chỉ muốn giúp chúng tôi thôi. Nghe rõ chưa? Tôi là người làm ăn đàng hoàng, là người lịch sự. Cậu là cảnh sát thôi, tôi không phải là cướp. Suốt ngày nhìn người bằng cặp mắt kinh thường, làm ơn mắt quan. Anh còn nói nữa, lúc nãy gần như đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, anh nhất định chen chân vô. Nếu bọn họ lại tới đòi nợ thì tính sao? Ada, yên tâm đi, chuyện này giao cho anh. Không ai dám tước phá em nữa đâu. Hả? Lão quỷ, còn bên quan, nợ của hai người cứ để tôi lo cho. Tôi sẽ giúp dùng cho hai người. Cảm ơn quý gia. Anh giải quyết thì giải quyết, đừng làm lớn mọi chuyện đó. Đừng nói tôi nhiều chuyện, anh mà còn làm bậy, tôi sẽ không khách sáo được. Được rồi, Quy mặt xanh, làm như ghê gớm lắm. Lo cho bản thân của cậu trước đi, làm tới làm lưu cũng chỉ có mấy què thôi. Chị Đa, sổ sách nhập xong rồi. Tiểu Bảo à, hay lắm. Nè, ngồi xuống ăn chung đi hả? Lão quỷ, còn bên quạt, lấy thêm giấy tiệm đồ ngon ra đi hả? Lấy nữa sẽ vượt quá chi phí thấp nhất đó. Bây giờ tôi ăn không nổi sao? Chưa lấy thì lấy đi. Nghe rõ. Tiểu Bảo, ngồi kế bên của ba đi hả? Ngồi kế bên ông còn nuốt trôi sao? Sếp Quy, hình như máy vi tính của em hư rồi, anh coi giùm em đi. Em cũng phải ra ngoài rồi. Ngồi. Cuốn chim đó bụng rồi, ngồi đi. Dạ. Lấy vài món thưởng cho nó đi. Hay lắm. Nè, máy của em hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Hả? Sếp Quy, hôm nay sếp không mang não ra đường sao? Tôi không muốn anh ở trong đó nhìn mặt La Quy, mới diễn cớ kéo anh ra thôi. Đã tới lúc phải trả ơn tôi đàng hoàng rồi. Anh điều tra vụ án đó có tiến triển gì không? Nữa sao? Nói cho em biết, không thể tiết lộ. Có phải là bạn không đây? Nè, bạn thì bạn, em cũng biết anh mang thân phận gì mà, làm sao có thể nói cho em biết? Xem có hứng thú với vụ án này vậy hả? Bây giờ em kiếm được 20.000 người theo dõi rồi. Nhiều người theo dõi như vậy, chẳng lẽ em không thừa cơ hội sao? Mà họ biết hôm đó em ở gần hiện trường nơi phát hiện thi thể, hỏi em có gì nói không. Em không nói chút chuyện cho họ nghe, lỡ họ bỏ đi thì sao? Không ngờ em làm YouTuber không bao lâu đã có nhiều fan như vậy rồi. Chắc chắn là nhờ mua mới có mà. Nói lung tung. Em tới chỗ chị Đa nhập sổ, mỗi tháng chỉ có 10.000. Nếu em tích lũy được 100-200.000 fans, thu tiền quảng cáo cũng thu tới mỏi tay rồi. Tiếp tục cố gắng hả? Tin tưởng em. Vậy mới là bạn chứ. Nói chút chuyện nghe đi. Nói cái gì chứ, có phải bị lãng tay hay không? Lúc nãy đã nói rồi, không thể tiết lộ. Alo, Siki, có chuyện gì hả? Không có gì. Hôm nay Cindy không có ra ngoài, luôn cả trường cũng không tới. Vậy có khi nào là đoán lầm hay không? Sao cũng được, phải tiếp tục đợi. Tôi muốn nói cho anh biết, xe của tôi đậu hơi xa một chút, ở đây có thể nhìn thấy nhà của cổ rõ hơn. Vậy có cần tôi tới sớm không? Không cần, anh còn phải làm suốt đêm, lát nữa gặp. Ok, bye bye. Vụ án có tiến triển sao? Nhiều tiến triển lắm, nhưng mà không liên quan tên. William. Em sao rồi? Chưa tan sở à? Sắp nghỉ rồi, đang đợi đồng nghiệp tới thay ca. Em làm việc đều như vậy, nếu tối nay em về khuya quá, sáng mai em không cần tới tiễn anh đâu. Em ngủ thêm một chút đi. Không được, em đã hứa với anh mà, sáng mai em nhất định tới. Vậy em đang ở đâu? Hay là anh tới đón em tan sở? Không cần đâu, sáng mai anh bay sớm, tối nay anh ăn một chút gì rồi ngủ, sáng mai chúng ta gặp lại. Ok, bye bye. Bye bye. Có rồi. Chà, đúng là tươi thiệt nha. Chị đó, cảm ơn chị. Không cần cảm ơn tôi, ông chủ ở bên này cảm ơn anh Huy đi. Huy gia, cảm ơn anh. Ăn thì lo ăn đi. Ada, uống với anh một ly đi ha. Thôi đi, hai người từ từ ăn đi, em ra ngoài làm việc. Huy gia, nốc chai nha. Chai cái đầu của cậu. Huy gia,
Ăn như vậy à, không có 5.000 cũng không thể thanh toán. Chỉ có hai người ăn thôi sao, hơi xa xỉ đó. Còn ăn nữa. Chị ai đã đi rồi, không cần những thứ này nữa, mang hết ra ngoài đi. Hả? À, đã lên bàn sao trả lại? Tất cả cũng chỉ tại cậu, y như quỷ đói đầu thai, không mắc cũng không gọi. À, em... Bà chị xin đi nha, đừng để nó ra ngoài. Dạ biết bà chủ. Cô chủ à, bà chủ đã cắt wifi rồi. Cô chủ à, đừng lấy tiền của bà chủ mà. Tránh ra, đừng cản trở tôi. À, cô chủ à. Tôi muốn lấy thuốc chiêu, muốn có ngay. Ngõ nhỏ đường Hạ Hương đó.轻轻一转，竟走上分岔。